Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook Nhà đất Hoàng Tiến và website nhà đất hoàng tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một bộ đôi nhà phố thiết kế theo phong cách biệt thự thự mini rất là đẹp. Nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 16m, được đúc kiên cố là một trệt một lửng 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta có một khoảng sân để xe gắn máy, một phòng khách, một phòng bếp, một gara để xe hơi, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông nam, phù hợp với là khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và căn mini phố chúng ta thì được thiết kế rất là đẹp, cũng như bên ngoài thì chúng ta thấy là phong cách mini phố, cũng như chúng ta có những cái lan can được làm bằng sắt uốn, sắt đúc mạ đồng uốn hoa văn rất là đẹp, cũng như chúng ta có thấy những cái mái tre mang phong cách mini phố rất là đẹp và hiện đại. Cũng như lan can chúng ta thì được mạ đồng, và bên dưới thì chúng ta cũng có một bộ cửa bốn cánh cũng được làm từ chất liệu bằng sắt và mạ đồng. Cũng như bên tay phải chúng ta cũng đang có một căn bán nữa. Vị trí chỗ này chúng ta có hai căn. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phía bên tay trái của chúng ta, một cái căn nhà mang phong cách mini phố rất là đẹp này. Và căn nhà này thì đang có giá là 6 tỷ 850 triệu đồng còn thương lượng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng chúng ta. Cũng như trước căn nhà chúng ta thì chúng ta có một cái con đường rộng lên đến 10 mét. Xe hơi, xe tải có thể để di chuyển vào căn nhà chúng ta rất là dễ dàng. Cũng như trong khu này thì chúng ta thấy là toàn bộ là nhà lầu sang trọng, rất là đẹp. Và con đường thì của chúng ta thì chỉ cách đường trục chính khoảng 25m thôi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp để bảo vệ cho căn nhà của mình, cũng như sơn chúng ta những cái hoa văn nhũ đồng, và cửa chúng ta được cắt CNC rất là đẹp. Tiếp đến chúng ta có một khoảng sân khoảng 2m chúng ta có để xe gắn máy, cũng như bên ngoài chúng ta có một cái tủ để giày dép đã được chủ nhà đóng sẵn hết. Chúng ta di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng khách căn nhà chúng ta. Và căn nhà của chúng ta có hai lớp cửa, một lớp bên ngoài bằng sắt và lớp bên trong là bằng cửa cuốn, bảo vệ cho căn nhà rất là chắc chắn. Phòng khách căn nhà chúng ta thì sàn nhà chúng ta được lát gạch đá bóng kính 80, hai bên thì chúng ta cũng đã được ốp gạch đá cao lên khoảng 3m chúng ta, và đi chúng ta những cái điểm chỉ rất là đẹp. Cùng với đó là hệ thống đèn trang trí trần thạch cao. Thì phía bên dưới này chúng ta cũng có thể để làm phòng khách hoặc là phòng gara xe hơi. Bên trên thì chúng ta cũng đang có hai cái phòng khách, một cái phía sau và một cái phía trước này, thì chúng ta cũng có thể làm một cái phòng khách, một cái phòng làm việc ở phía trên căn nhà chúng ta. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực cầu thang. Thì cầu thang chúng ta thì trụ cầu thang như tay vịn cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe, và lan can kính cường lực 10 ly. Đối diện cầu thang chúng ta có một cái tủ rượu được làm từ chất liệu gỗ sồi rất là sáng và rất là đẹp. Cũng như di chuyển vào khu vực bên trong thì là khu mình sẽ đến với lại không gian của phòng bếp bên này chúng ta. Thì chúng ta cũng có một cái phòng bếp rất là rộng, và tủ bếp kệ bếp chúng ta cũng được làm từ chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Chúng ta có một cái khoảng không gian cũng để được hai cái tủ lạnh rất là rộng rãi và thoải mái. Cũng như phòng khách căn nhà chúng ta thì cũng đã được ốp gạch đá cao lên kín tường chúng ta rất là sạch sẽ. Thì căn nhà này thì chúng ta cũng chỉ còn lại lau chùi nữa là xong. Cũng như bên trên thì chúng ta đang có một số nội thất mình đang cần vô thêm. Phía sau chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh này thì mình dùng cho khu vực ở dưới tầng trệt này, khu vực phòng khách, gara xe hơi căn nhà chúng ta, cũng như phòng bếp này. Đây là không gian phòng bếp căn nhà chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại khu vực phía trước, và mình sẽ di chuyển lên khu vực
tầng lửng. Thì phía trước căn nhà chúng ta, chủ nhà thiết kế đưa hai lớp cửa ra bên ngoài, chúng ta có thể để được tất cả các loại xe cũng như xe hơi, xe bán tải. Và phía trước căn nhà chúng ta thì cũng có căn nhà có chiếc xe hơi 7 chỗ. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía trên tầng lửng căn nhà chúng ta. Thì căn nhà chúng ta thì đá chúng ta là đá hoa cương, đá kim sa. Mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho khách hàng cùng chiêm ngưỡng một cái phòng khách phía bên trên tầng lửng. Và bên ngoài chúng ta cũng có một cái sảnh. Tại cái sảnh bên ngoài khoảng 2m rưỡi 3m, chúng ta có thể để làm phòng khách mini nhỏ phía bên ngoài này, hoặc là chúng ta cũng có thể làm phòng máy tính, phòng học cho con em gia đình chúng ta, rất là tuyệt vời. Như bên trên chúng ta có hệ thống đèn trần thạch cao rất là đẹp. Và mình sẽ chiếu vào bên trong để cho khách hàng cùng chiêm ngưỡng. Thì cầu thang chúng ta thì đối diện cầu thang chúng ta cũng có một cái bức tranh cũng như một cái mảng tường, chúng ta cũng đã được ốp gỗ trang trí rất là đẹp. Và phía sau thì chúng ta đang còn mấy tấm CNC thì đang được chủ nhà ráp, cũng như bên trong thì chúng ta thấy là có kệ để TV, cũng như phía sau chúng ta có một cái tủ rượu. Và bên trong phòng khách tầng lửng anh ta, căn nhà chúng ta thì có những cái mảng tường bằng gỗ trang trí rất là đẹp. Và di chuyển lại phía sau thì chúng ta cũng có một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng, rất là mát. Đây là không gian phòng khách tầng lửng căn nhà chúng ta. Thì căn nhà mình thì chỉ mới được hoàn thiện 90% thôi. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tiến có ghé ngang qua thì xin được gửi đến trước để cho khách hàng tham quan. Nếu như khách hàng muốn xem kỹ hơn thì khoảng 5-7 ngày nữa thì chủ nhà sẽ hoàn thiện đầy đủ cho chúng ta. Thì quý khách cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem nhà trực tiếp cũng như miễn phí. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên lầu 1, mình sẽ đến với lại phòng ngủ phía trước căn nhà chúng ta. Thì toàn bộ cửa căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe. Bên trong cửa phòng nhà vệ sinh của chúng ta cũng được làm từ chất liệu gỗ cam xe. Và di chuyển vào bên trong phòng ngủ căn nhà chúng ta thì chúng ta thấy là chủ nhà cũng có làm những cái mảng tường trang trí. Và có đóng chúng ta những cái mảng tường được ốp gỗ rất là đẹp. Và phía trước thì chúng ta có một bộ cửa để mở ra cái ban công phía bên ngoài. Kế bên thì chúng ta cũng có một cái cửa sổ để lấy gió và ánh sáng, cũng như cửa sổ chúng ta cũng đã được che chắn rất là kỹ càng. Bên ngoài lan can cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu bằng đồng đúc hoa văn rất là đẹp. Với một cái căn nhà có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 16m, được anh chủ nhà thiết kế mang phong cách là biệt thự mini phố, rất là đẹp và hiện đại. Cũng như căn nhà mình thì đang có giá là 6.850.000 còn thương lượng. Và mình sẽ di chuyển lại nhà vệ sinh. Thì chúng ta sẽ đến với nhà vệ sinh phòng ngủ số 1. Chúng ta còn lại ráp kính cường lực và vòi sen. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực phía sau, mình sẽ đến với lại phòng ngủ số 2 căn nhà chúng ta. Thì chúng ta thấy là đa số trong căn nhà chúng ta, gỗ chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe, cũng như những cái mảng tường trang trí chúng ta cũng được làm từ chất liệu gỗ cam xe. Và chúng ta có khoảng không gian phòng ngủ được chủ nhà thiết kế rất là cân đối và rất là đẹp, cũng như rất là rộng. Và phía sau thì chúng ta cũng có một cái cửa sổ để mở ra cái ô giếng trời lấy gió và ánh sáng, cũng như nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ số 2 căn nhà chúng ta. Thì chúng ta thấy là đang có một số nội thất chủ nhà chuẩn bị vô cho chúng ta. Căn nhà này thì chỉ mới xong được 80% thôi, còn lại 20% nữa thì đang được chủ nhà làm tiếp cho quý khách hàng chúng ta.
Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2, mình sẽ đến với lại phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 16m, được đúc kiên cố là một trệt một lửng 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta có một khoảng sân để xe gắn máy, một gara để ô tô, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông nam, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và giá của căn nhà mình thì chỉ có 6 tỷ 850 triệu đồng còn thương lượng để khách hàng có thể sở hữu một cái căn nhà được thiết kế theo phong cách biệt thự mini phố rất là đẹp này. Bên ngoài thì chúng ta thấy là toàn bộ mặt tiền bên ngoài chúng ta được làm từ chất liệu là bằng lan can, chúng ta được làm bằng đồng đúc rất là đẹp. Và nội thất bên trong căn nhà chúng ta thì đa số được làm từ chất liệu gỗ cam xe. Và mỗi phòng ngủ chúng ta có một cái nhà vệ sinh riêng biệt, và cửa nhà vệ sinh chúng ta cũng được làm từ chất liệu gỗ cam xe, và chúng ta có những cái cửa sổ phía bên trên để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng mát cho nhà vệ sinh. Cũng như bốn phòng ngủ chúng ta thì tương đối là giống nhau, và chúng ta có là hệ thống điều hòa cũng như cửa sổ để lấy gió và ánh sáng nhà vệ sinh. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía trên, khu vực sân thượng cũng như phòng thờ căn nhà chúng ta. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, gần với lại ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu cũng như Phan Rí. Để chúng ta có thể di chuyển về các quận lân cận bằng nhiều con đường khác nhau, cũng như từ vị trí này mình di chuyển về trung tâm thì khoảng 15 đến 20 phút, còn nếu chúng ta ra đến sân bay thì chỉ khoảng 7 đến 10 phút thôi là chúng ta đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi, rất là thuận tiện. Chúng ta có thể là vừa mua để ở, mở văn phòng công ty, cũng như chúng ta có một cái con đường trước nhà rộng lên đến 10 mét, một cái con hẻm cụt rất là an ninh. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng căn nhà chúng ta. Phía bên ngoài chúng ta có một khoảng sân phía bên ngoài, và lan can chúng ta được làm từ chất liệu bằng đồng, và có những bộ cửa sổ để mở ra bên ngoài, cũng như bên trên chúng ta cũng có một cái khoảng phòng thờ rất là rộng và cũng đã được chủ nhà che chắn rất là kỹ càng cho chúng ta, cũng như cửa sổ chúng ta cũng được gắn khung bảo vệ. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển ở khu vực phía sau. Phía sau chúng ta cũng có một bộ cửa sổ cũng như một bộ cửa chính để đi ra khu vực phía sau. Và khoảng sân sau này chúng ta có thể làm phòng giặt phía sau. Cũng như bên trên thì cũng đã đúc gần hết rồi. Và phía sau thì chúng ta cũng đã được lập mái che chắn rất là kỹ càng. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.